Vì nếu như mà các bạn đi tập trung vào kỹ thuật, có nghĩa là vào how và như thế nào, làm như thế nào, nó sẽ list ra các bạn khoảng độ 100 cái gạch đầu dòng. Và khi các bạn làm đủ 100 gạch đầu dòng đó, nó mới chỉ là làm tốt mảng kỹ thuật. Và đó là tư duy để giúp bạn trở thành một nhân viên xuất sắc. Hay là ví dụ như thế này. Bây giờ có một câu hỏi mà mình từng đi tham dự rất là nhiều hội thảo và mình được nghe một cái câu hỏi như thế này. Mình sẽ kể lại các bạn, nó khá là buồn cười. Đấy là như thế này. Có một cậu đứng lên câu hỏi mình. Anh ơi, cho em hỏi. Đấy là em làm cho một anh ấy bán một cái sản phẩm là A. Thế thì tại sao em cũng lấy video, cũng lấy hình ảnh của anh ấy, em cũng biết chỗ nhập, em tự nhập về, rồi sau đó em chạy quảng cáo, em target giống y hệt anh ấy. Nói chung là y xì không khác cái gì, nhưng mà tại sao em không bán được hàng? Tại sao em chạy quảng cáo thì đó? Các bạn thấy đúng không ạ? Các bạn thấy câu hỏi buồn cười không? Thế mình hỏi là thế thì hóa ra là em làm trong chủ, xong sau đó em ăn cắp video hình ảnh của chủ và cả sản phẩm của chủ luôn, xong em quay ra cạnh tranh của chủ luôn. Cậu bảo vâng. Và bây giờ em hỏi anh là lý do vì sao mà ông chủ em bán được hàng, còn em không bán được hàng đúng không? Thì cậu bảo vâng. Thì các bạn biết mình trả lời như nào ạ? Các bạn biết mình trả lời như nào? Mình trả lời là ông chủ của em là người có uy tín, còn em là người không có uy tín. Đấy là câu trả lời đúng và bản chất vấn đề. Các bạn đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Khi các bạn chạy quảng cáo, các bạn chỉ tập trung vào một việc, đó là bán được hàng. Còn các bạn không tập trung vào quảng cáo đó, coi cái kênh Facebook này thành cái kênh xây dựng thương hiệu và truyền thông cho cửa hàng hay cho doanh nghiệp các bạn, thì đồng nghĩa với việc là hôm nay bạn chạy quảng cáo 10.000 một tin, đối thủ cũng 10.000 một tin, nhưng mà càng ngày cái thương hiệu đối thủ càng tốt, cái uy tín của đối thủ càng tốt, còn các bạn lại không xây dựng được uy tín ở trên cái kênh Facebook này, và điều này nó sẽ khiến cho bạn gia tăng từ 10.000 lên 12.000 lên 15.000 lên 20.000, bởi vì cái chỉ số lòng tin của cái người dùng trên nền tảng Facebook càng ngày càng thấp. Và hôm nay bạn chạy quảng cáo tiếp cận đến 50.000 người thì 50.000 người tin bạn, nhưng mà bạn đã bán hàng cho 50.000 người đấy hết rồi đúng không? Thế thì ngày mai bạn có phải chạy quảng cáo lên đến 500.000 người không? Và 500.000 người đấy là những người chưa biết bạn bao giờ. Thì càng ngày bạn chạy ngân sách càng lớn. Hôm nào chúng ta chả chạy quảng cáo đúng không? Chúng ta có dừng chạy quảng cáo đâu. Các bạn càng phải tiếp cận giữa người mới. Và mỗi lần bạn tiếp cận người mới, đó lại là một người không hề biết đến bạn và người chưa hề có lòng tin bạn. Điều này dẫn đến cái việc đó là khi mà anh em mình bán hàng, chúng ta sẽ phát hiện ra là thời gian đầu chúng ta chạy quảng cáo, tỷ lệ chốt đơn cao, đơn hàng bán được nhiều, chi phí trên một đơn hàng rẻ. Nhưng mà càng chạy thì đơn hàng càng đắt, chi phí trên đơn càng đắt, tỷ lệ chốt sale càng đắt. Và đó là vấn đề của lòng tin. Tất cả những chủ đề này nằm trong level của nhà bán hàng số 1, đó chính là thắng bằng chiến lược. Vậy nếu như mà bạn quan tâm đến kỹ thuật và các bạn chỉ hỏi về kỹ thuật thì sẽ có rất cần câu hỏi nó không có lời đáp. Các bạn dùng không lời đáp. Cho nên mình đang chia sẻ với bạn càng những cái quan trọng mình sẽ chia sẻ đầu tiên. Và nếu như bạn càng làm tốt những cái đầu tiên thì những cái sau các bạn không cần quan tâm. Các bạn không cần quan tâm đến những cái đằng sau nếu như cái đầu tiên bạn làm cực kỳ tốt. Còn các bạn sẽ càng phải làm cái đằng sau các bạn. Nếu như mà những cái đầu tiên tưởng như là đơn giản đấy, các bạn thờ. Các bạn dùng ạ. Cho nên cái buổi đào tạo về cơ bản là buổi này nó là buổi quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn đi tập trung vào kỹ thuật, có nghĩa là vào how và như thế nào, làm như thế nào, nó sẽ list ra các bạn khoảng 100 cái đầu dòng. Và khi các bạn làm đủ 100 cái đầu dòng đó, nó mới chỉ là làm tốt mà kỹ thuật. Và đó là tư duy để giúp bạn trở thành một nhân viên xuất sắc. Nhưng ở đây, chương trình này, bọn mình không đào tạo các bạn trở thành nhân viên xuất sắc, mà mình đang nói chuyện với các bạn như các bạn là những nhà bán hàng trên Facebook. Có nghĩa là gì? Các bạn hoàn toàn có thể xây dựng được cho mình một cái nền tảng Facebook có thể giúp các bạn gia tăng lợi nhuận và thu được tiền. Nếu như các bạn có những cái tư duy, những cái level này của một nhà bán hàng ở trên Facebook, thì cái level thứ hai đó chính là gì? Thắng bằng chiến thuật. Các bạn đúng không? Chiến thuật đầu tiên đó là chiến thuật marketing. Chiến thuật thứ hai đó là chiến thuật vận hành. Chiến thuật thứ ba đó là tối ưu chi phí. Thứ tư là gia tăng doanh thu. Và thứ năm là free traffic.